xin chào thầy và các bạn. Hỏi nghe giới thiệu thì mọi người biết là ai đúng không? Các bạn nhìn trợ lý của trời mà thật ra mà nói thì so với các bạn và bạn đi khách thì mình hơi già thiệt. Tại vì mình đã góp 2 năm để học và có quyết tâm học thực hành thì mình đã quyết định thi lần 3 và kết quả là lớp. Và mình chọn bạn đi khách là bên đầu của tại vì cảm thấy già quá rồi, bọn trẻ cứ không nổi nữa. Sở thích của mình á cũng không có nhiều đâu, chủ yếu là tám dép gió, bài số đề, lô tô, nói chung những cái gì mà liên quan tới tệ nạn xã hội thì mình gần 6 câu, nhưng mà nó trước nghe mình không có khúc chích mà không dùng mình hơi ốm thiệt. Nó trời thôi chứ sở thích của mình đó là xem phim, nghe nhạc, đọc truyện và mình thích nhất là chuyện của Nguyễn Công Tư và Võ Dương Thanh. Ngoài ra thì mình còn thích xem phim bộ và hiện tại mình đang xem bộ phim Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ. Bạn nào mà cùng thích với mình thì có thể bạn mình trực tiếp nghe. Ngoài ra thì mình còn có một sở thích nữa là chơi game, và game mình thích nhất đó là game Yu-Gi-Oh. Game này thì phải cần đòi hỏi sự thông minh và trí tuệ nên cũng hơi kén người chơi. Nó chờ thôi chứ cái game này cũng dễ chơi lắm. Nếu ai mà muốn chơi thì có thể liên hệ với mình để hỏi thêm về cách chơi nha. Thật ra mà nói thì công nghệ không phải là đam mê của mình, nhưng một khi mình đã coi nó là một sở thích trong cuộc sống thì mình sẽ cố gắng vượt qua, và mình hy vọng các bạn ba mẹ tiếng Hát cũng có thể vượt qua được cái thử thách này và gặt hái được nhiều thành công cho tương lai. Thôi nói cũng hơi nhiều rồi, thì cuối cùng xin chúc thầy và các bạn ba mẹ tiếng Hát luôn vui vẻ và an yên. Và đừng quên mình nghe, mình là bí thư ba mẹ tiếng Hát, mình tên là Nhâm Phát. Nhâm trong nhâm thân, phát trong phát sinh, có nghĩa là năm nhâm thân mình sinh ra đời. Và nếu các bạn có quên mình thì hãy vào Facebook Phiêu Dân và ấn like và comment nha. Chúc các bạn vui vẻ. Bye.